cách nốt start từ USB vào trong cái đàn 443. Ta bấm vào nút function này giữ. Nó hiện trên loạt start nhé. Chúng ta bấm vào XQT. QT đây nhé. Bấm XQT. Đấy. Trong này USB có các start. Đấy, chúng ta chọn Bulezo chẳng hạn. Trong này bấm vào XQT này nữa. Không phải có loạt không. Đấy, bấm tích tiếp XQT. Đấy thì nó sẽ loạt. Và chúng ta muốn loạt vào vị trí nào? Đấy, Bulezo này. XQT này. Vị trí 201 này. Giờ tôi muốn loạt vào vị trí 202 chẳng hạn, thì tôi bấm XQT này nữa thì nó sẽ vào cái 202 này. Đấy. Đây là cách loạt start vào trong cái đàn 443. Và nó cách chạy soi MIDI thì như sao? Ta bấm giữ cái này. Bạn bấm giữ hay gì? Bấm vào category. Đây, chọn vào cái mục save SMF này. Chúng ta bấm xoang. Này, bấm xoang. Đây chúng ta hiện nó hiện là tất cả các bài xoang ở trong USB mà chúng ta đã load vào. Nào chúng ta quay cho nhanh. Đấy, như bạn, bạn ơi này. Bài ca xây dựng này chúng ta bấm đây để chạy. Nó chạy thôi.